ba nữa là chúng ta sẽ cần phải tận dụng cả hai bán cầu não để chúng ta học nó có một cái hiệu quả tối đa được, đúng không? Như các bạn đã biết rồi, não bộ của chúng ta sẽ có hai bán cầu não trái và bán cầu não phải, đúng không ạ? Rồi, thế các bạn có biết rằng là bán cầu não trái thì sẽ thiên về gì không ạ? Bán cầu não phải sẽ thiên về cái gì không ạ? Nào, bao nhiêu bạn đã nghe về cái nội dung sinh trắc vân tay của công ty Bảo Minh rồi thì các bạn hãy comment ở phía dưới các bạn nhé. Bao nhiêu bạn đã được nghe về sinh trắc vân tay của công ty Bảo Minh chia sẻ với các bạn rồi ạ? Thì các bạn hãy comment ở phía dưới để Hoa biết rằng là các bạn có theo dõi Bảo Minh hay không? Các bạn có nghe những gì mà Hoa chia sẻ trên Facebook cá nhân của mình hay không nhé? Bởi vì ngoài chuyên môn ra thì Bảo Minh còn chia sẻ với các bạn những nội dung khác không liên quan đến chuyên môn để các bạn có thể áp dụng được, một là vào trong công việc của mình, hai là cái việc học tập của mình nó được hiệu quả nhất các bạn nhé. À, hôm nay cũng như vậy, cái nội dung này nó chưa liên quan đến chuyên môn nhưng nó đang hỗ trợ và giúp cho các bạn để các bạn có thể là có được một cái phương pháp học tập tốt nhất các bạn nhé. Rồi thì bao nhiêu bạn là đã được nghe về sinh trắc vân tay của Bảo Minh và đã được biết rằng là não của chúng ta có hai bán cầu, một là não trái, hai là não phải ạ. Và não trái thì thiên về cái gì và não phải thì thiên về cái gì? Đấy, thì các bạn hãy comment ở phía dưới là não trái thiên về gì và não phải thiên về gì được không ạ? Ok, rồi. Có bạn đã nghe đúng không ạ? Có bạn chưa nghe? Hoa nghĩ rằng là hôm nay các bạn ở đây nghe những gì Hoa chia sẻ thì hầu như đều là các bạn mới chưa nghe Hoa nói chuyện bao giờ, hoặc là cũng đã có nghe rồi nhưng mà thông qua một cái video clip nào đó chứ không phải là như buổi tối ngày hôm nay, đúng không ạ? Đấy, thì các bạn hãy comment ở phía dưới, các bạn đã nghe về sinh trắc vân tay chưa ạ? Các bạn đã nghe về sinh trắc vân tay chưa? Biết được là não của chúng ta có hai bán cầu, một là não trái, hai là não phải chưa? Não trái thiên về gì nào? Não phải thiên về gì nào các bạn? Thì các bạn đã nhìn thấy trên slide rồi này. Thứ nhất, não trái các bạn nhé. Não trái ở đây thì nó sẽ thiên về ngôn ngữ là 1, thiên về các con số là 2, thiên về phân tích là 3, thiên về ý thức là 4, thiên về sự tính toán là 5 các bạn nhé. Cho nên những người nào mà phát triển về bán cầu não trái nhiều hơn thì họ sẽ rất giỏi về con số, về tính toán các bạn nhé. Họ sẽ rất giỏi về các con số và tính toán đấy. Còn những ai mà là thiên về não phải nhiều hơn, tức là bán cầu não phải nó phát triển nhiều hơn ấy, thì những người đó sẽ phát triển ở lĩnh vực một là không gian, hai là âm nhạc, ba là mỹ thuật, bốn là cảm xúc và năm là tưởng tượng và nhiều hơn thế nữa. Đấy là hai bán cầu nhá. Cho nên nếu như mà các bạn tìm hiểu về sinh trắc vân tay thì các bạn sẽ biết được là con của mình phát triển về bên não bộ nào nhiều hơn nhá. Thì lúc đấy các bạn sẽ có được cái sự tập trung cho con của mình, là nên tập trung cho con học về bên lĩnh vực nào để phát huy được cái thế mạnh của con mình. Còn nếu như bán cầu não trái hoặc bán cầu não phải mà nó yếu hơn, thấp hơn thì các bạn lại biết cách để điều chỉnh cho con của mình, hoặc là chính bản thân mình cũng như vậy. Đấy, cho nên với cái nội dung này thì Hoa có chia sẻ với các bạn rồi. Nhưng hôm nay, buổi tối ngày hôm nay không phải là nội dung về sinh trắc vân tay, cho nên Hoa sẽ không nói ở đây. Chỉ có điều là trong cái phương pháp học tập đỉnh cao ấy, thì nó sẽ có cái nội dung đó là tận dụng cả hai bán cầu não để đạt được cái hiệu quả tối đa trong quá trình học của các bạn, đúng không ạ? Vậy thì các bạn đã nắm được là não bộ của chúng ta sẽ có hai bán cầu chưa? Não trái và não phải nhé. Não trái thiên về tư duy logic này, đấy. Não phải thì thiên về là không gian nhiều hơn, tưởng tượng nhiều hơn các bạn nhé. Và chúng ta phải kích hoạt cả hai bán cầu não của mình lên để chúng ta có thể học được tốt nhất, được không ạ? Kích như thế nào thì một buổi nào đó Hoa sẽ chia sẻ với các bạn nhiều hơn, được không ạ?